Xin được chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn, chúng ta đã quay trở lại với kênh. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, hôm nay thì những ngày đầu xuân các bạn ơi, không khí thì rất là tươi mát và trong lành đây. Hôm nay thì nhóm xin mời các cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng theo nhóm để chúng ta đi tát mương các bạn ơi. Đây, dự kiến sẽ tát cái mương này. Hôm nay thì chúng ta không tát tay nữa các bạn, mà sẽ dùng máy để tát. Cái mương rất là lớn nè, rất là dài, khoảng 100 mét các bạn. Nước thì cũng rất là sâu luôn các bạn ơi. Đây, hình ảnh bé này đang đang xách đồ nghề vô các bạn ơi. Đây là khu vườn người ta bỏ hoang cũng lâu năm rồi các bạn. Hàng năm thì cũng có một số cái nhóm người lại để tát cá rất là nhiều các bạn ơi. Năm nay thì mình tát thử coi nó như thế nào nhé. Mương rất là dài các bạn. Nước này sâu không? Cũng đứng ngang ngực à? Không, nó bụng hả? Ở đây à? Cái nơi mương quá dài, tát rất lâu. Con mấy hàng này, mấy hàng cá này các bạn, cá ở nó trú trong mấy cái hàng này. Cá tre hả? Tre. Bắt thì cũng thò tay vô chứ sao bắt. Đầu bếp năm sau đang thi triển kỹ năng leo dừa các bạn ơi. Giữ nghe, giữ nghe. Dừa này người ta bỏ hoang cũng nhiều năm rồi các bạn, không ai chăm sóc. Sau hơn nửa giờ tát thì chúng ta thấy là miếng nước nó dịch rất là nhiều các bạn, hơn 2 tấc nước các bạn ơi. Đây, đây trong lúc chờ tát thì rảnh rỗi không có gì làm các bạn ơi, vòng vòng có mương lớn quá bay qua không nổi, cái cây lót làm cầu đây, thành phẩm. Thank you.
báo là cá sẽ nhiều các bạn ơi. Đây cho nó bự nước nó nhiều các bạn, nước nó cạn rồi cho nên là giờ cái bơm ra ngoài chút cho mà sắp cạn rồi, móc cái lỗ rồi, cá bây giờ nó xuống nhiều rồi. Chạy kìa. Đâu có chạy đâu, bắt nó đi. Giữ ổng kìa. Tát nước kia nhiều mà hướng này nó ít nước tát không được các bạn. Đứng chờ nó xuống bắt thôi, có đường nhỏ xíu mà nó xuống là dễ ẹt gì đó. Cái chê quá lớn rồi. Trên chặn cái này về xuống nữa, gạt xuống kìa. Nó lội xuống kìa. Từ cái xuống nó bắt hết trơn, chạy đâu được, khó chạy lại chú ơi.
dẹp đằng khúc đó luôn, còn khúc đằng đó thì dưới dẹp mấy đống trà đó, xuống nó xuống đây thì xuống đây chạy đâu chạy đâu chạy đâu. Ôi ôi cơ cả. Ê, ê ra ngoài các bạn. Trời ơi quá thứ bự rồi. Đây đây đây, đây, đây. Trắng thùng đây đây, đây. Ủa quỷ dục đâu luôn. Nè nè. Quá cá các bạn ơi. Thế mà chưa lại chỗ đằng kia đó. Mới đi xuống chút xíu đó các bạn. Đây đó được rồi. Cô đồng. Trời ơi cô đồng. Hết biết cái đồng. Trời ơi cá đang chạy các bạn ơi nè. Quá chạy ô chạy xuống kìa. Chạy xuống gặp bé đầy dưới này đi. Đang chặn. Hai bà con. Kè đây nè, lò kiến. Rồi sang qua cái gọng các bạn ơi. Để gọng thôi cá nó chết. Chúng ta tiếp tục bắt. Mới bắt có đoạn à. Ừ cá đóng nha. 4-5 kg rồi đó. Trên 4 kg đó. Trời ơi nặng rồi. Lan là không nổi rồi. Đem nhiều bữa ổng đưa bánh. Mới có cá bữa nó. Này mới có bắt khai trương rồi đó. Khai trương. Tức là nó từ từ nó rộng đó. Nó cá nó đi xuống thôi. Bắt bao nhiêu à. Mương này cũng giống cái mương bên kia các bạn. Mương này nước nó hình như thấy nó nhiều hơn nè. Ít hơn hả? Ừ. Thấy nó đầy dữ. Hạn hơn 10 ngang. Nó bự hơn. Nếu có thời gian thì chúng ta sẽ test tát luôn cái mương này các bạn. Sịn này nó quá trời sịn nè, đúng bắt nó khó, nó chuối nó kiểu chuối cái là mai sao bắt được chứ. Chạy kìa. Quá trời giỏi. Em lau kiến lau bờ đây bờ nằm luôn nè. Chê hả? Có cái chê là mê các bạn ơi. Chê lóc lên luôn nó đó ôi thằng kia nó chạy kìa sáng nước kia chân nè chân đồ chê hay gì chê các bạn ơi đâu em ừ con chê trắng hả chê trắng mẻ thôi hả chê trắng ồ cá các bạn ơi mương nữa dài. Ồ, chạy con phi kìa. Quá
quá bự rồi. Mọi người nó chạy nè, nè hai ba con chạy nè, quá cá lầu kiến nè. Chạy chạy nó chạy. Đồng, gớt gớt gớt. Phi chạy kìa. Bắt luôn đi chứ. Bắt giật máy sao. Gớt không lợi nó chứ nó chạy mất tiêu. Thôi giật máy thì mình úp cái lại. Nước nó nhiều. Ừ quá các bạn ơi. Rô phi này chắc mấy thùng bê quá. Tao rồi con nào con nấy kìa. Không phải, không phải cá nhỏ mấy cái mương kia các bạn. Mương này nó ở hình như nó ở trong trà nè, ít ai bắt được nó nè. Ở lâu năm. Đồng khổng lồ không? Chạy ra. Chạy lách chách dưới nước. Ơi. Được không mình bỏ cái này ơi. Được không mình bỏ đi. Ờ đợt đó nước đầy nó bắt không được đâu. Thôi rồi cái phi kìa. Không lộ. Đầy mà bắt được cái đó mới thua nó luôn. Để lưng tàu nước nè. Rồi có chạy ra, chạy ra. Đúng cái treo quá. Lòng biển khổng lồ. Khổng lồ. Chúc dự định là sẽ nướng cá tại đây và ăn lấy cơm ra luôn các bạn ơi, ăn ngoài đồng luôn. Đây. Chứ giờ về không kịp rồi. Giờ này cũng trưa rồi. Bắt hơi hết này dám có 1-2 giờ. Tàu ngầm bự, tàu ngầm bự. Rồi bé đầy nãy bắt được con cá rô phi đó không? Chú trong tay hoài. Thấy không? Quậy. Sao bắt được? Kêu ngược là mất công cũng như mất công. Này có cá lóc, nãy thì thấy cái bầy lồng rồng á. Mà không biết cá lóc mẹ có bị ai bắt chưa thì không biết. Rồi trời gió mát quá các bạn. Ở khu này thì có mấy cây xoài ở hai hàng hai bên nên cũng rất là mát. Mắc cười à. Không như bữa hổm mà chúng ta tát ao sen nắng quá trời nắng mà tát tay đó chứ. Hôm nay thì có cái được tắt máy nó khỏe. Tắt tay. Tắt tay sớm giờ chắc bỏ ăn rồi. Tắt tay sớm giờ. Tắt tay tát mưa này sao nổi. Ôi trời ơi, con phi khổng lồ luôn. Này mấy cục này, này cô đồng nè. Quá. Cô đồng khó bắt lắm. Cô đồng mà bắt được cũng hay nha. Mà có cái nãy rượn con phi rượn không lợi nữa. Chuyện chạy lẹo quá. Con phi nó sắm vàng công sức nó mạnh quá mạnh này. Chạy cô đồng. Đầu bếp 3 sao là rượn không kịp luôn. Lông bông lông bông rồi dưới đó. Nướng chấm muối ớt. Để ba sao rồi lại cá lóc kiến. Chưa ăn cá khác.
đằng kia nó chạy lắc cách đằng kia chỗ cái trong trà kìa. Cái cù phi nó nằm đó luôn kìa. Chứ nó con cá cá trắng nè. Dịch quá bự à. Lâu lắm mới gặp cái này lại. Bắt toàn là rô phi không? Rô phi như thế này không? Ừ. Em cá trắng nó nằm lái bắt không dính được không à? Ngớp ngớp này. Hơi thóp à kìa. Cô động thử chuối dây sâu có bao ngon hả? Trời ơi, mày dinh kìa. Quá ú luôn rồi. Quá ú luôn. Lâu lắm mới bắt được con. Ừ, cá tống nữa. Nặng đông rồi đó. Đâu thoát qua đây nữa. Có cay này nãy rồi. Chạy hả em? Sâu dữ. Kè ra gỗ khó bắt lắm. Mười. Đấu bắt. Ồ. Lượm kem. Lượm. Mấy. Có cây nó ngã giữa sông luôn các bạn. Giữa mương, giữa mương. Giữa mương luôn à. Chừng nó ngã. Chua ngang nó gất không ạ. Nước quá trời nước. Này giống giống đi bắt trong rừng Amazon. Bỏ hai cha quá cái này mà bố kêu bỏ cái cha cũng cái cha cũng luôn nha. Rồi đã bắt các bạn ơi, chúng ta làm tăng hai rồi, chúng ta đổ vô một thùng bê nữa các bạn. Vậy lao, vậy lao tí rồi chúng ta bắt tiếp. Trời ơi muốn đầy thùng luôn các bạn. Quá khứ rồi cái gì chưa nói. Gỡ mấy cái động ngoài nhóc kìa. Muốn đầy cái gọng luôn. Rồi để xuống lại. Ôi ôi. Nó tỏi rồi. Ừ, cái chục ký các bạn ơi, hơn cái chục ký á. Mười mấy hai chục ký á. Rồi, treo đó để xuống xuống nướng chút chút cho nó. Ừ, xô xô ra. Rồi chúng ta dời cái máy qua bên cái mương này chúng ta tát luôn các bạn ơi. Lỡ ăn thua rồi, cho ăn thua luôn. Giờ này thì cũng chưa có trễ lắm cho nên là thôi làm thêm một tăng nữa. Hôm nay bắt cho nó thật là nhiều cá rồi. Giờ ăn thua ăn tết cho nằm ăn luôn. Đó đi ngang luôn. Đây cái mương mình đây. Mương này đúng lên cái dựa đi chạy hoạt động. Này nước cũng thấy khá nhiều à. Nước ra ngoài.
cứ rồi, mương này cũng bự rồi. Càng rộng cá một đống cá các bạn. Rồi tiếp tục bơm mương thứ hai các bạn ơi. Các bạn ơi, trong khi chờ đợi tát cái mương thứ hai thì anh em cũng đói bụng rồi, cho nên là tập trung vô cái trại đây. Đây có cái trại không biết dân vào để nè, ở đây chúng ta sẽ ăn cơm nghỉ trưa. Bắt cá được chúng ta sẽ nướng rồi ăn cơm các bạn ơi. Nghỉ tí rồi sau khi cái mương kia nó cạn chúng ta sẽ bắt tiếp. Rồi vô đây này cũng hơi dài, làm hai phần đi. Cái trại này im quá nè, rất nhiều lý tưởng. Đây chúng ta nghỉ ngơi đó. Có giảm có vườn. Ôi quá đã. Vậy lấy mớ lá hoành những cá nè. Ờ bẻ mớ mớ còn muốn á. Mình đây nè, cả đống nè. Ừ, bẻ nguyên muốn mình ăn nướng cá ăn cơm. Mình vô muốn. Không, đấy là ba bắt chấu con ở đây đó các bạn. Bắt chấu con rồi đây. Người ta nướng ăn đây. Giờ cũng chưa không có gì ăn cho nên là chủ yếu lấy cơm mà chúng ta nướng cá ăn. Chấm muối ớt. Rồi, có liều lý tưởng, liều quá đã không các bạn. Đây nè. Chắc video xin tạm dừng phần 1 tại đây các bạn ơi. Video cũng dài lắm rồi. Hẹn các bạn ở phần 2, chúng ta sẽ tiếp tục bắt cá ở mương thứ hai các bạn. Rồi hai phần đi cho nó quá dài. Video dài quá. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 video nhé.